Vương Dở Sơ Mồi tập 5. Khổng đạo, tôi biết từ kiếp trước rồi. Hoa đã kêu. Bây giờ đến lượt anh. Đồ mỏ rồi, mà nó đâu phải cái con quái vật gì thế này. Muốn chạy. Bên ta kêu. An Đức Sâm, nhưng như vậy đã gọi cho tôi, xem ra hành động rất là thuận lợi. Thiên trưởng à, tôi rất tiếc, kể cả An Đức Sâm, 5 người của anh đã chết. Anh nói như thường tiện phái người tới nhật sát cho nằm thu hạ của anh, nhớ lên xe xe một chút. Sau đó để cho người của anh ở Đồng Á mang theo thi thể toàn bộ cút đi. Cố lại một nơi nào đó trong quần đảo về liền. Là dìm là thiền trưởng đã mất đi một đám thuộc hạ tên nhựa, tạm thời thì không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng mà để địa phòng mình vẫn phải âm thầm bảo vệ thì di tử trong 2 ngày này vẫn còn xa so với cái thời kỳ đỉnh cao trước đây. Đối phó với mấy cái con cá tiêu hào sức lực và biện pháp ứng dữ dội, nhưng mà sức mạnh cũng đã hồi phục được nhanh hơn dự kiến. Không biết là hiện tại đã khôi phục tới cấp bậc nào. Quên đi, vốn dĩ là thực lực của ta hẳn là không nằm ở trong hệ thống do bộ kia thiết lập. Mình tính là bút, đó là trước kiếp trước của mình. 2 ngày sau giờ nghỉ trưa. Ô ba, xong kia thang. Anh mau uống đi. Không thèm ăn. Ô ba, uống một chút đi. Mà em nói là nó như bị cảm lạnh, em nên uống nhiều súp gà. Ô bà, tôi nên muốn ăn gì? Canh đậu hũ hải sản em mua cho nhé. Thơm bibimbap, trứng cua nữa. Tự dưng là muốn ăn cái này. À, nhân tiện thì là món mì lạnh nữa. Hồi sám vô liềm sĩ, mày còn gọi là đồ ăn à? Mày đẹp trai là muốn làm gì thì làm, đập lên mũi lên mặt như vậy. Em gái nước N cậu, ngược lại nên đánh hắn thì đối là không thể làm cho liếm của hắn. Đi rồi bà, em chuẩn bị đi đây. Hương vị cũng không tệ. Mau mặc cái này vào đi. Đi học nghề vẫn khô khan. Thời tiết lạnh như vậy cậu lại bị bệnh, phải mặc về một chút. Khà khà, cậu lấy cái áo lệnh của bố cậu ra. Lão Tụng ông ấy có biết không? Bố cậu tớ đang ngủ nhà, thiếu một cái áo thôi mà. Ông ấy chứ không để ý đâu. Dạ, cậu mau mặc vào đi. Chiếc áo lệnh này thật sự là rất xấu. Sốt gà của người khác đi cậu uống. À, tớ mặc mà. Có nên suy nghĩ ốm thơm vài ngày nữa không ta? Trông cậu có vẻ không khỏe, tiền tốn thời gian quả thật là đến lúc làm việc rồi. Tình cờ anh Lỗi mua một lô ô tô trong cửa hàng của anh ấy và đang thương lượng với nhà sản xuất. Tớ muốn cùng với anh ấy đi công tác và học hỏi cách làm sau này. Đi công tác? Yên tâm đi, chỉ 3-4 ngày thôi. Cuối tuần tớ sẽ về rồi. Coi như là du lịch, nó không chừng còn có trợ giúp được bệnh tình khôi phục. Còn gì tỷ tử thì phải phiền cậu chăm sóc nó vào cuối tuần. Đi rồi, thứ 6 tuần sau tớ đi đón tỷ tử về nhà. Ngày 20 tháng 3 năm 2001, thủ đô Nippon, Kamadu. Tớ còn đến Luka và sau đó thì đến ABC. Tớ đang lội vội, vui lòng giúp tôi liên lạc. Tôi có một vài người bạn cũ, ngày mai sẽ đi máy bay trực tiếp thẳng đến ABC. Cô biết đi, nó không phải là rẻ, và tôi cũng sẽ hỏi họ xem có muốn tạm thời thêm một khách hàng là không. Mấy người bạn của tôi đều là người rất hào phóng, tôi nghĩ bọn họ hẳn sẽ không từ tuyệt. Một người yêu thích leo núi trẻ tuổi đến từ phương Đông. 24 ngày 3 tháng năm 2001, 9:40 sáng, sân bay Luka. Cho các cô gái, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi. Chưa về là chúng ta đi được chưa? Bố nói là còn phải đợi một vị khách nữa. Hình như là khách đến muộn của chúng ta tới rồi. Chúng ta lên trước. Xin lỗi, tôi tới muộn. Vị khách là do vị sơn giới thiệu. Tôi muốn xem hộ chiếu của cậu trước, cậu bạn. À không vấn đề. Tên của cậu là Trần Dường, 21 tuổi, đến từ Hồng Kông.
Hộ chiếu giả có giá 50 đô tại địa phương. Cô nói tiếng Anh rất tốt, giọng nói cũng rất chuẩn. Cậu đã đến Luân Đôn chưa? Tôi đã đi du lịch vài lần. Tôi là một fan hâm mộ của Arsenal. Chà, gia đình chúng tôi đều là fan hâm mộ Arsenal. Chào mừng cậu tham gia câu trần. Để tôi nói cho cậu biết trước, cậu chỉ trả tiền đã bày cùng với chúng tôi. Và chúng tôi không liên quan gì tới bất kỳ một hành động và hậu quả nào của cậu trên đường đi. Vì vậy, một khi máy bay hạ cánh xuống ABC, thì chúng ta sẽ không còn bất kỳ một quan hệ đối tác nào nữa. Cơ nhỉ, tôi chỉ đi nhậu mà thôi. À, hóa ra là một tay mơ. Những người leo núi là cái chút kinh nghiệm đều biết. Họ sẽ không lãng phí pin một cách tùy tiện. Bởi vì một khi họ tới ABC, thì việc sạc pin sẽ không dễ dàng như vậy. Dáng người cũng gầy gò, căn bản không giống người leo núi. À đúng rồi, cô đến muộn không nghiêm túc chút nào. Chắc là vì danh nghĩa leo núi Everest. Nhưng mình không biết sự nguy hiểm của đến Everest và cả sự phù phiếm và thiếu hiểu biết. Xin chào, tôi có cảm giác cô rất quen mắt. Xin hỏi cô có phải hay không có biệt danh gọi là chim rủi? Vâng, có vẻ như anh đã đọc tạp chí của tôi. À tất nhiên rồi, cô rất đẹp. Cảm ơn. Navy chim rủi sau khi trở thành một danh của Navy để tưởng nhớ chị gái luôn là của Kurt, người đã cứu cô, thì ngày mai ở kiếp trước gia đình Navy nhiều toàn bộ tử dòng và cô là người duy nhất còn lại. Kiếp trước câu chuyện về tôi và chim rủi thì bắt đầu như thế này. Ngày 22 tháng 3 năm 2001 đến Lucia. Mọi người cố lên, sắp tới đỉnh núi rồi. Cố lên. Con dao được thiết kế đặc biệt cuối cùng cũng có tác dụng vào ngày hôm nay. Em trai, em đã làm cái gì vậy? Các người chết thì tôi mới có thể cứu tụi di sản của các người. Bố, mẹ, yên tâm đi, tôi sẽ không để cho gia đình các người chia lìa. Chú đừng. Never. Tiếp tục sống. Không. Cô điên, muốn chết thì đừng có kéo tao đi. Ê da, Never tiếp tục sống. Chỉ hai tháng sau, thỏa thuận. Các người cướp đi ở tỷ trần viên này, ký ức duy nhất cùng với vướng bận của tụi. Tại sao còn muốn cướp đi nó? Không được bán nhà của tụi. Họ giết, giết người rồi. Vào đi. Nghe nói cô là tiểu thư nhà giàu, hoàng giáo nhất định là rất thích cô. Diệt hoàng giáo về sau mình cũng sẽ không nhận được nhiệm vụ y tá cấp thấp như vậy. Cơ chút hơi vô dụng. Cả cái gì? Nào bé yêu, hãy rên rỉ thật đầu đớn. Ôi cô bối, cô đã tra tấn tụi trong suốt 6 năm. Cô đã tra tấn tụi trong thuốc số năm đó. Nào, mau vào đi. Chim, chim rồi, tôi nhớ rồi. Kiếp này cô sẽ không còn là chim rồi, cô chính là cô, Navy. Kiếp này ngày 22 tháng 3 năm 2001, ABC. Chúc chuyến đi thuận lợi, vui vẻ nhé chàng trai. Chúng tôi sẽ ở ABC trong vài ngày tới. Nếu như mà có bất kỳ một điều gì còn giúp đỡ thì xin cứ tự nhiên. Một món quà nhỏ. Trùng hợp sao? Sao anh ta lại biết mình thích sô-cô-la này nhất? Chị à, không thích anh trà này. Sao thế? Bởi vì anh ta cư nhiên lại xem nhẹ nhan sắc của chị. Chị hướng về một mình em. Mọi người cố lên, sắp leo tới đỉnh núi rồi. Trời, chú đó là cái gì vậy? Dừng lại. Đừng có chụp đá mà chứ. Đừng có buông ra. Điên sợ. Tôi đỡ được cô rồi.
Uống đi, tôi vất vả mới hâm nóng rồi đây, mau uống đi kẻ nguội. Anh bố mẹ chị nhị vợ, cô vẫn chưa tỉnh sao? Ở đây không có ai khác, không có bố của cô, cũng không có mẹ của cô, không có chị gái lùa cả, và thậm chí cũng không có chú bệnh của cô. Mọi thứ đều là cô tưởng tượng ra. Tất cả đều chỉ có một mình cô. Vào ngày 17 tháng 4 năm 1997, cha mẹ của cô, một cặp vợ chồng nổi tiếng trong giới leo núi, đã qua đời trên đường leo tới đỉnh Everest do thời tiết xấu. Vào ngày 3 tháng 6 năm 1999, để thực hiện di nguyện của cha mẹ, chị gái lù cà của cô đã ngã chết do vô tình làm đứt dây leo núi khi đang huấn luyện vừa thích nghi trên đỉnh Lô Cha. Vào ngày 21 tháng 7 năm 2000, chú của cô Benjamin, người ép cô phải bán tài sản vì nợ nần chồng chất, đã bị cô bắn chết để tự vợ. Mặc dù cô đã được kết án vô tội, nhưng nhiều vợ, bắt đầu từ lúc cô, lúc đó thì cô đã có vấn đề nghiêm trọng về tinh thần. Cô chia bố mẹ chị gái, chú thành bốn nhân cách, tưởng tượng rằng thảm kịch bay gia đình chưa bao giờ xảy ra. Chúc chuyến đi thuận lợi, vui vẻ nhé anh trai. Chúng tôi ở ABC trong vài ngày tới, nếu như có bất kỳ một điều gì còn giúp đỡ thì xin cứ tự nhiên. Ờ vâng, có vẻ như anh đã đọc tạp chí của tôi. Để rồi cái cô gái, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Mỗi tháng trước mà cô đã bỏ học tại trường Winter là do vắng mặt vài ngày, cho đến ngày hôm kia cô đã sử dụng mộ chiếu của và danh tính của chị gái mình để tham gia chương trình huấn luyện của một bộ đội leo núi và trả toàn bộ chi phí để mọi người cùng được thang đến ABC. Sau đó tôi đã trả tiền lên máy bay của cô. Và mới chiều nay, cô vừa đồng đội leo núi, cô đã ở trên vạch đá và xuất hiện ảo giác. Cô đã cố gắng các dây leo bàn giao. Trời, cô đang làm cái gì vậy? Dưới chân vợ, đừng có buông ra, nhìn lại sắp rơi xuống rồi. Đừng có chụp đá. Ở kiếp trước, nè vợ cắt đứt dây thần, dẫn đến hai thành viên bị thương nặng. Vì ép vợ rời tâm thần, và nhiệm vụ y thác của tôi chính là đi ám sát đi vợ. Nhưng mà thật không mày, viên chứng kia là tên biến thái thật, giết một quý tộc mà còn là một người tâm thần. Một nhiệm vụ hạ đẳng như vậy mà về sau mình cũng không nhận, có chút hạ thấp bản thân. Đó là tất cả sự thật. Rất xin lỗi cô đã kéo dài kéo cô ra khỏi giấc mơ này. Bởi vì chim ruồi nhỏ à, cô rơi vào ác mộng là do chính cô tự nó dệt nên. Trông thì đẹp đẽ, nhưng thực tế lại là vực thẳm tối tăm. Kỳ trưởng dưới sự tra tấn của lão viện trưởng bị thái mấy năm, mà tinh thần của nè vợ hoàn toàn đã bị rối loạn, không bao giờ có thể đi ra khỏi nơi này. Tôi sẽ giúp cô xua tan ác mộng này. Ngày hôm sau, bà đã xuống, bố, mẹ, chị gái đều ở trên ngọn núi này. Ngọn núi này đã lưu lại trong lòng tôi, và tôi đã lo liệu mọi chuyện, và tôi đã trấn an mọi người trong tiểu đội cô gia nhập. Giờ sao thì cô bỗng nhiên dùng con dẹp cắt dị leo núi do bọn họ sợ. May mắn thấy là không ai bị thương. Tôi nói tôi điên à? Không, tôi nói là có thể cô là bị chấn núi cạo, bị ảo giác. Họ đã hứa là sẽ không đuổi theo, thì tất nhiên là để trao đổi. Tôi đã gửi cho họ một số trang thiết bị lấy từ những gì cô mang theo. Cảm ơn. Tôi dự định đã viện góp tài sản của bố mẹ tôi và thành lập một quỹ để tài trợ cho phong trào leo núi. Ý tưởng rất hay. Cô đừng có giữ toàn bộ tiền trong tay, cũng miễn cho có người đến chuỗi. Vậy hôm nay sau khi rời trận khỏi đây thì chúng ta sẽ chia tay và không bao giờ gặp lại nhau nữa. Chắc là không. Tôi biết cô muốn hỏi gì. Tôi biết anh sẽ không nói. Thật ra thì đêm qua, nếu như anh thực sự làm gì tôi sẽ không từ chối anh chút nào. Hả? À, chúng ta ở lại đây thơm một ngày nhé. Ai bao lỡ chính là bao lỡ. Đi rồi cô gái, không hẹn gặp lại. Chỉ còn anh mời miệng nói một câu, tôi sẽ đi theo anh, đi đâu cũng được.
Tôi không hỏi anh lại, không cần biết anh có nhiều bí mật. Tôi muốn cô có một cuộc sống của riêng mình, một cuộc sống đẹp, đầy nắng, bình thường. Hãy trở thành chuyên gia thể thao mạo hiểm của cô, Never. Về phần chim ruồi, thì cứ để cô ấy ở lại trong trí nhớ của tôi là được rồi. Tại anh đã sợ mong tôi. Xin lỗi, tôi hành động theo bản năng. Vậy tạm biệt nhé. Kiếp này như vậy cũng tốt rồi. Một con cầu, hai con cầu, ba con cầu, 100 con cầu. Ôi sao lại không ngủ được này. Lại nữa nào, một con cầu, hai con cầu, 31 con, 32 con, 33 con cầu. Ôi trong mà túi, ngày mai là sinh nhật tớ, cậu không trả lời, điện thoại cũng không trong vùng dịch vụ, đây không phải là công tác nước ngoài. Nhưng mà có lẽ, thậm chí cậu ấy còn không biết sinh nhật của mình. Lơ trần nặc. Là gì vậy, nửa đêm rồi. Mở cửa sổ. Cậu muốn để ý tới cậu. Mở cửa sổ. Không, không có đền tĩnh. Cậu ấy sẽ không tức giận rồi đi thật. Rồi đi chứ. Thì kể cả sinh nhật vui vẻ. Hóa ra là cậu ấy còn nhớ. Ý, mà nó to vái. Ui, phòng của bố mẹ. Cái địch quần kiểm soát lực và độ chính xác rồi. À vậy, ác quá đi nhà nữa, đơn phát cửa sổ nhà người ta vậy. Vài ngày sau. Như vậy chú Nghiêm Tùng, hôm nay chúng tôi xin cáo từ. Điều kiện chúng tôi đưa ra, anh có thể là phải suy nghĩ chút lại. À được rồi. Lão Tùng, em đến đi. Ôi đừng có đóng cửa chứ, lão Tùng là em. Làm cái gì? À, đến để thầy kính cho thầy mà. Em còn gọi điện cho chủ nhiệm Tùng. Ông chủ tìm kính, không thể để cho người ta đi một chuyến tay không, không phải sao? Thằng nhóc còn nửa đêm là dám gõ cửa số phòng, khá khá. Mình phải dọn dẹp kỳ lượng. Vừa rồi lúc đi lên, em gặp Lưu Đã. À, thầy giáo Lưu. Thầy ấy cùng với triệu tổng của công ty giáo dục tới tìm tôi có chút chuyện. Công ty giáo dục tìm thầy gia hạn hợp đồng. Sao em biết? Đoán. Vào cuối học kỳ này, thì trường siết được tái cấu trúc hoàn toàn và từ công lập sang tư thục. Lão Tùng là người duy nhất ở trong trường đã được giải giáo viên ưu tú. Nhà tư bản nhất định sẽ cố gắng giữ thầy ấy làm cô ác chủ bài để thu hút học sinh. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của lão Tùng, thầy không ký à? Lương ít quá sao? Lương đã tăng lên rất là nhiều. Kỳ thằng nhóc non nước thì sao em hỏi nhiều quá về tiền quá gì? Đồng chí Tồn đừng có ghi gắt như vậy chứ. Thầy con nở tôi 20 vạn đi. Quần què gì mà thằng nhóc non nước. Tôi càng lớn một chút thì con gái thầy cũng có thể nghĩ thầy sáng đi. Còn nữa, không phải bây giờ là giờ học hay sao em lại trốn học? Em còn ở đây để thầy kính cho thầy. Thì em sẽ bị nghi. Xem ra vẫn là chuyện cho vay nâng lại lần trước. Mà lão Tùng thân trân trọng danh dự. Chuyện đó thì trong trường còn phải bàn tán xôn xao. Mà lão Tùng không định lòng quay về dạy học. Tình cờ là thứ bảy, trường học tổ chức cho học sinh đi du xuân. Mà lão Tùng cũng là giáo viên dẫn đội. Xem ra lão Tùng cũng nên được đón nhận nồng nhiệt cho thầy ấy yên tâm. Cứ theo luật nhà chứ nào. Thứ bảy tại công viên. Chị Khai Khả, chị Ani, em tới bắt cái gì đây? Cô em gái thì là tốt, theo đuổi con gái cũng tiền hơn không ít. Cậu còn trẻ không hiểu nhiều phụ nữ rất là phiền toái. À dừng, nói như cậu đã có nhiều như vậy. Bắt được chị rồi, chị lo ni. May mắn trước khi ra ngoài đã nghĩ ra mang theo tiểu diệt tử, nếu không sẽ phiền toái rồi. À đúng rồi, cậu giúp mình trông chừng họ trước. Mình đi trước đi. Là anh Hào Nam. Tôi không còn là anh Hào Nam nữa rồi. Bây giờ tôi là Trường Lâm Sinh. Chuyện gì vậy? Vợ anh biết duyên mình đã lỡ. Đó mới tự hòa trệt lối. Em yêu tất cả các anh. Giang hồ giới trẻ à, giờ không còn phổ biến nữa rồi. Tình anh em như trò đùa vậy. Đến lúc tôi nên bỏ rồi.
dịch bệnh như cúm F4 thì cũng sẽ có ngày lỗi thời. Người đàn ông tầm nhìn là ngắn ngay là đi. À đúng rồi, Trương Lâm Sinh à, anh biết bơi không? Ừ, không đâu. Không biết bơi à? Tôi nợ anh một ân tình nữa rồi, sau này có cơ hội sẽ bù đắp cho anh nhé. Ôi Thầy Tông à, nhanh lên cô với. Có mật hộp rơi xuống nước rồi. Hả? Ở đâu? Đưa cái kéo mình biết bơi mà, có thể xuống cứu người. Vậy thì sao lấu tôm thầy à, nhanh lên. Học sinh, đừng có xuống, lùi lại đi. Mật hộp à, cố lên nào, cố lên. À, bố không sao chứ? Ây tôi, thầy Tôn thật là tuyệt vời. Ôi thầy Tôn là tuyệt vời, thầy Tôn lì hài quá. Thầy Tôn hay quá đi. Sao lúc nãy cậu không cho mình xuống? Lão Tôn lên tuổi làm vậy rất là nguy hiểm. Người nè mà, xí chút nữa thì cướp công rồi. Có mình ở đây, xí không có chuyện gì xảy ra. Lý Vĩnh Nguyễn. Ô bà, sao vậy? Nhà của cô đầu tư Quỳnh Dân ở đây, chắc chắn là có một số phương tiện truyền thông địa phương. Mấy ngày sau đó thì báo chịu vận định giáo viên nhân dân dũng cảm cứu học sinh đuối nước. Giáo viên trường số 8 Tôn Thắng Lợi ở công viên Thanh Hồ. Tôn Thắng Lợi là một hình mẫu giáo viên xuất sắc ở Giang Ninh, đã thuyết giảng. Thầy Tôn à, Tôn bộ gì thì tôi vô luận như thế nào cũng phải giữ thầy lại. Đã ngồi giờ nói, hơn nữa để cho thầy trực tiếp đảm nhiệm chủ nhiệm lớp tốt nghiệp, trưởng bàn khối, đồng thời chủ trì công tác nghiên cứu giáo dục trung học, phổ thông, cùng với sự trao danh hiệu trợ lý, hiệu trưởng trường. Cái này thì có thể tương đương với phó hiệu trưởng, nhà Lão Tôn. Hợp đồng đã được chuẩn bị rồi, sẵn sàng để ký bất cứ lúc nào. Lão Tôn, ngồi 40 vô tình đã đạt tới đỉnh cao của cuộc đời. Sau giờ học, một lần đụng phải cái tên cún trần nạt kia, đều sẽ gặp vài chút xui xẻo. Về sau nhìn thấy hắn thì vẫn nên đi đường vòng. Bù hồ mệnh. Tôn khả khả, nhà cô ấy không phải ở ký túc xá giáo viên hay sao? Đây đâu phải là hướng về nhà cô ấy. Đại lý xe anh lỗi, cô ấy là mua xe đạp sao? Ý, cô ấy đi ra ngoài mùa ăn cơm rồi. Quán mì sợi ở ngay tại đầu đường, phóng chừng la lát nữa sẽ trở lại. À, sao em lại không gọi điện cho cậu ấy? À không cần, em đi tìm cậu ấy. Ờ, quên đem cho anh lỗi một món quà nhỏ trong túi nhờ có anh. Trần nặc thì mới có công việc này. Hồi mò đã xong rồi, không có chỗ trốn rồi, chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu thôi. Không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi. Ờ, cậu là Trương Lâm Sinh. Ờ, cô nhớ tên tôi à? Gần đây cậu rất nổi tiếng ở trường, bởi vì nó luôn xuất hiện cùng với cái tên của bố cô. Sao anh lại ở đây? Không phải là đi theo tôi đi chứ? À không không, tôi sống gần đây. Có phải họ không? Hắn là người ở trong cửa hàng lỗi đầu trọc kia, không phải đã nói rồi sao? Là một sinh viên. Còn có một cô gái thường xin tìm anh, chắc là hai người này. Lên đi, nhanh lên đi, kéo người lên rồi đi. Ấy, bất cúc. Thầy nhóc, nghe nói là mày rất nổi tiếng, hơn nữa rất giỏi đánh nhau có phải không? Rất nổi tiếng, rất giỏi đánh. Quệt, danh tiếng của anh Hào Nam rất bất trùng tùy, con đã truyền vào trong nội thành rồi. Cà không lăn lộn giang hồ, mà trên giang hồ lại còn có truyền thuyết cả. Không muốn làm lớn chuyện thì ngon ngõn lên xe, ông chủ của tao muốn gặp mày. Thì mày nói chuyện đàng hoàng, cô gái này mày không muốn nó xảy ra chuyện chứ? Lão Tôn đã cứu mạng mình, mình không thể ngồi yên mặc kệ. Tuy rằng không lăn lộn giang hồ, nhưng mà nghĩa khí của Hào Nam ca ta tuyệt đối là không thể mất. Bộ mày đừng có mặt sân bẫy. Vậy thì lên xe đi. À dỗ anh Nặc à, anh về rồi đấy à? Ừ. Khả khả không đi cùng anh à? Vừa rồi khả khả tới tìm anh. Tôi nói là anh ăn cơm ở quán mì sợi ở đầu đường, cô ấy liền đi. Anh không gặp được thì sao? Có thể không gặp, vừa rồi tôi đi siêu thị một chuyến để tôi đi tìm. Vài phút sau, là túi sách của Khả Khả. Sơn sầu của già phong đường. Địa chủ, tôi mang người tới rồi. Ôi, đây là đâu?
Ý miệng còn câu nữa tao xử mày bây giờ. Tới rồi, thì vào ngồi đi. Đầu tiên thì tôi rất là khâm phục cậu. Tính ra thì cũng đã 20 năm tôi chưa chịu thiệt lớn thế rồi. Tôi nằm ở trong bệnh viện hết 15 ngày, còn mẹ nó cũng bị phim phổi. Xíu chút nữa thì truyền dịch tới xương cơ tay. À đây, à sao lại nói là tìm mình? Mẹ nó chứ, mình có biết cái quái gì đâu. Đến hiện giờ thì ông đây vẫn chưa lành vết khâu, chàng trai à. Cậu không có lời gì để nói với tôi sao? À nên uống gì được không? Hả? Rèn còn ngóng con cái gì? Sợ nó, mò nó đánh nó tàn phế luôn đi. Mò nó muốn chém người hả trời? Chàng trai, thật ra chúng ta vẫn chưa làm quen nhau đàng hoàng. Tôi Lý Thành Sơn, giang hồ đồng đạo ái, nó mà gọi tôi là một tiếng đường chủ. Chàng trai, không biết cậu đang ở đường khẩu nào? À tôi là Trần Hạo Nam, Trường Bá Trùng. Cậu là Trần Hạo Nam? Cậu tưởng lão già này chưa xem phim Hồng Kông bao giờ hả? Đã không gì nói thì đừng vội, sau này còn thời gian từ từ tìm hiểu. Mà lên đi. Chỗ này không nhiều, 500.000, coi như là quà gặp mà tôi tặng cho người anh em. Nhiều tiền quá, ôi trời, cũng có chuyện tốt như thế này ư? Nhưng mà tôi muốn mua một thứ. Tôi chỉ còn một cái tay của lỗi đầu trọc, cậu nhân lời thi tiền, lúc nào lấy cũng được. Trong 3 ngày, cậu chặt cái tay phải của lỗi đầu trọc mang tới đây cho tôi. Một cái gì vậy? Một tay? Một tay. Thời gian 3 ngày này, phải làm phiền Hồng Nhan tri kỷ của cậu tạm thời làm khách ở chỗ tôi. Yên tâm đi, con người tôi rất chú trọng quy tắc. Những ngày này tôi sẽ chờ cô bé ăn uống đàng hoàng, còn đoàn không mất một cọng tóc. 3 ngày sau, cậu mang tay tới đổi lấy người. Cái gì thế này? Lối đầu trọc là ai? Còn một cánh tay? Ông lớn rồi, cháu còn chưa làm bài tập về nhà sông nữa này. Gồm đã, ban nãy hắn nói tôn gà khẽ là Hồng Nhan tri kỷ của mình. Vậy chẳng lẽ chắc chắn họ đã nhìn nhầm mình thành người khác rồi. Nếu như bị phát hiện, bộ hung thần áp sát này sẽ không giết mình đấy chứ. Có khi tôn gà khẽ cũng tiếp tục giả mạo thôi. Nhưng mà giờ có khi mình còn không đứng nổi, tiếp tục như vậy sẽ xong đời máu thôi. À đúng rồi, bộ họ nhận nhầm mình thành ai vậy? Hắn rồi, chỉ có hắn. Hắn có thể khiến cho ông lớn giang hồ đích thực này đối đãi trinh trọng như vậy? Người nè mà nấu hả? Sao mồ hôi lại ướt thế? Sao bị phơi hiền rồi? Mình chẳng lẽ sống đời rồi? Mình sinh ra trong một gia đình tầng lớp dưới bình thường. Bố thì mất việc, làm công ở gara, kia xe kiếm ít tiền tiêu vặt. Mẹ thì làm lâu công ở chợ quần áo. Trường làm sinh, có chơi xe đồ hàng không? Trẻ con, làm gì có xe? Nó làm gì có xe chứ, bố nó không tiền mua đâu. Mà nó thì nghèo kiết ra. Không lâu sau, mình đi tìm ra được cách được miễn phí và không khiến cho người ta coi thường. Đó là bạo lực. Mò cướp ra chứ, là mày không có mất đi đường va vào tao sao? Anh Trường à, đánh nó nữa đi, ngứa mất cái thằng ranh này lâu rồi. Anh Trường nói đen là đen, má trắng là trắng, mò mày cũng dám cái. Mình biết sâu lưng mọi người vẫn coi thường mình, một tên phế vật vườn dù cồn thôi. Nhưng mà chỉ ít thì mình sẽ không bị người ta coi thường ra mặt. Nhìn thấy chùa, Trường Lâm Sinh lại đánh Lâm Thông một trận. Lâm Thông lúc nào thì cũng tất mấy tỷ trần với con gái. Lần này đã có người cho nó một bài học rồi. Kẻ ác thì tự có kẻ ác trị. Cả hai đều không phải là từ tốt. Nhưng mà năm 16 tuổi, mình mất đi vũ khí đối kháng với thế giới. Bạo lực tức giận, vô dụng, không thể thay đổi được cái gì. Mà Trường Lâm Sinh, mình lại thích cậu 3 năm rồi. Cậu không phải là người xấu, nhưng mà mình không thích cậu. Cậu không phải dự gu của mình. Tuy có hơi thích thật, nhưng mà hẹn hò chắc phải tốn rất nhiều tiền nhỉ. Về sau, mình gặp cô gái mình thầm yêu, mình lại đeo lên lớp da mặt nạ, cẩn thận giấu kín kẻ tội nghiệp mang tên là Trường Lâm Sinh. Nè Trường Lâm Sinh, nhìn cái gì nữa? Người ta là con gái của chủ nhiệm giáo dục, chúng ta không leo cao nổi đâu. Từ hôm nay mình là anh Hạo Nam, đó là cô gái nhỏ của mình. Đáng tiếc là tới cuối cùng, anh Hạo Nam không thể bảo vệ cô gái. Cô gã, có lẽ đây là cơ hội duy nhất lần này của mình đã bảo vệ người ấy. Mình cam ghét cuộc sống, trốn tránh tủi nhục. Chờ điều thuốc. 500.000 không đủ. Được, có càng đảm, có bản lĩnh, con đủ tham. Tôi rất thích cái tính này. Sau khi thành công thì tôi sẽ cho cậu gấp đôi con số này. Dù này tôi nhận, 3 ngày sau tôi đến đón người.
cô ấy mà thiếu một cọng tóc thì cũng không được. Khà khà, em yên tâm, anh sẽ kéo em ra, vì đã hứa thì anh nhất định sẽ làm được. Hứa? Trần Nặc? Trần Nặc à, Trần Nặc ơi, phải đi tìm Trần Nặc ngay. Hả? Trần Nặc? Trần Nặc? Ờ, anh đây đi, sao anh nhận ra tôi? À, tôi mò nó, mày cứ biến thành trâu thì ta cũng nhận ra tôi à. Bọn chúng bắt ùn cả cả rồi, là một lão già tên là Lý Đường Chủ. Bọn chúng nhận nhầm tôi thành cậu, mà cả cả không sao. Nhưng mà cho chúng tôi, chúng cho tôi tới 500.000 đồng mua cánh tay của người tên là Lỗi Đầu Trọc. Khê cả trong đó à? Ở tạm thời cô ấy không sao. Đi rồi anh về đi. Hả? Tôi giúp được gì không? Có còn phải báo cảnh sát không? Hay là tìm người? Về nhà đi, vì tiếp theo không phải vì của anh, nên tham dự. Anh Hào Nam.